cho các cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út nhằm tăng cường sức tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Không được. Bóng vẫn còn, dứt điểm. Như vậy là cuối cùng đường lưới của U23 Syria cũng đã phải rung lên. Bàn thắng của Anbrican. Bàn thắng đầu tiên của tiền đạo này tại giải năm nay. Sự thẫn thờ của thủ môn Gan Nam. Anh cùng với các đội đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn bàn thua, nhưng cuối cùng thì lưới của Obaseri cũng đã phải rung lên với một pha dứt điểm rất điệu nghệ của Anbican. Chứ đó là một tình huống khá lộn xộn. Anbican đã thực hiện một cú đánh gót. Đó là một pha dứt điểm hợp lý. Như vậy là những quyết định thay đổi người của huấn luyện viên Aseri đã ngay lập tức có thể tác dụng. Cầu thủ đã có pha kiến tạo để cho Anbican lập công chính là cầu thủ vừa vào sân thay người, Yahya Ahmed. Dứt điểm đầy ngẫu hứng, đầy điệu nghệ của Anbican. Như vậy là sau rất nhiều nỗ lực thì các cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út cũng đã có được điều mình cần.